Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn một cái dự án AirDrop đến từ MetaStacky Finance. Để tham gia dự án AirDrop này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram mà gọi cho mình nhé. Vào đây mọi người sẽ bấm bắt đầu cho mình. Ok, tiếp theo bấm join AirDrop. Ở đây mọi người join vào kênh channel và kênh group Telegram. Nhiệm vụ đầu tiên, bấm tham gia kênh cho mình. Sau đó chat cho mình từ ở đây nhé. Ok, quay trở lại mọi người join vào kênh channel dự án. Ở đây mọi người sẽ bấm tham gia kênh cho mình. Ok, tiếp theo mọi người quay trở lại. Ở đây bấm register. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào nhập mã captcha, sau đấy nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok, tiếp theo địa chỉ ví, mọi người sẽ dùng địa chỉ ví BSC hoặc địa chỉ ví ETH ở trên ví MetaMask hoặc ví TrueWallet cho mình nhé. Ở đây mọi người bấm sao chép địa chỉ ví cho mình. Ok, sao chép địa chỉ ví. Sau đó mọi người quay trở lại AirDrop, mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Ok, tiếp theo là việc follow kênh Twitter. Sau đấy mọi người copy profile link kênh Twitter mọi người nhé. Bấm theo dõi kênh Twitter này, sau đó quay trở ra, mọi người sao chép profiling kênh Twitter của mọi người, sau đó gửi vào đây cho mình. Ok, tiếp đến mọi người view tích là bài đăng này. Ở bài đăng này mọi người thích này, sau đó mọi người view tích lại cho mình, thích dẫn tweet này, mọi người sẽ comment cho mình. Ok, sau đó bấm tweet lại. Rồi bấm tweet xem, sau đó mọi người bấm vào đây, mọi người sao chép liên kết. Sau đó mọi người sẽ gửi cái link retweet này vào Telegram cho mình. Ok. Ok, ở đây mọi người sẽ join vào kênh channel dự án. Rồi quay trở lại bấm tôi đã follow. Tiếp theo là retweet, like và retweet là kênh liên kết Twitter. Ở đây mọi người tìm đến bài đăng của dự án, sau đó mọi người like và retweet lại kênh Twitter nhé. Sau đó quay trở lại AirDrop. Bấm vào tôi đã follow. Ok. Tiếp tục ở đây nó bảo mọi người join vào tất cả các kênh group Telegram đây. Sau khi join xong mọi người sẽ bấm Done. Ok, và cuối cùng mọi người sẽ có một link web để mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án này đó này. Bấm My Menu. Sau đó bấm My Balance cho Shizu nhé. Với dự án này thì mọi người sẽ nhận được 5 đô token Meta. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Và đồng hướng dẫn mọi người dự án đến từ MetaStacky Finance. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo.